Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn về một cái thông tin từ cái trang báo ABC News. Trên trang báo này á, họ có đề cập tới vấn đề chương trình Palm mà của 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Thì các bạn cũng biết được rằng á, là tất cả những người chủ nào khi muốn tham gia vô cái chương trình để thuê lao động của 10 quốc gia, 10 quốc đảo Thái Bình Dương thì họ cũng phải được chính phủ Úc xét duyệt và được nằm trong cái danh sách của chính phủ Úc là được phép đi qua 10 quốc đảo Thái Bình Dương để tuyển người. Thì nó cũng giống như cái chương trình visa nông nghiệp, là những người chủ khi được chính phủ Úc chấp thuận thì cũng sẽ được nằm trong cái danh sách để mà đi về 10 nước ASEAN tuyển người khi mà cái visa nông nghiệp này phát hành cho 10 quốc gia ASEAN. Thì trên cái chương trình Palm á, là cái danh sách của chính phủ Úc, thì có những người chủ nông trại họ đứng ra tuyển trực tiếp, và bên cạnh đó cũng có những công ty tuyển dụng lao động rồi cho những cái farm khác thuê lại. Thì tại sao lại có những cái trường hợp này? Bởi vì á, là những công ty tuyển lao động á, họ đứng ra họ tuyển công nhân rồi họ sẽ cho những cái công ty, những cái farm khác, những cái cung cấp cái người lao động cho những cái farm khác, bởi vì những cái farm đó thì sẽ không có được nằm trong cái danh sách của chính phủ Úc. Cho nên thì những cái công ty, những cái farm đó phải thông qua những cái công ty cho thuê lao động lại. Thì cái trên cái trang báo ABC này có đăng một cái thông tin là một cái công ty tuyển dụng lao động đã được chính phủ Úc chấp thuận rồi trong cái danh sách của chương trình Palm. Thì cái công ty này đi về 10 quốc đảo Thái Bình Dương để tuyển nhân công qua đây làm việc. Trên cái chương trình Palm á, là khi một người chủ được chính phủ Úc chấp thuận thì người chủ này đi về 10 quốc đảo Thái Bình Dương tuyển người. Thì họ sẽ phỏng vấn và chấp nhận tuyển những cái người đó. Rồi khi mà họ đã phỏng vấn và chấp thuận những người đó rồi thì họ sẽ bỏ ra tất cả những cái chi phí cũng như là vé máy bay, bao gồm phí làm hồ sơ, phí xin visa, phí đóng bảo hiểm, rồi ngay cả tiền vé máy bay họ cũng bỏ ra hết tất cả để mà lo cho cái người công nhân này qua đây làm việc. Thì trong cái lúc những cái người công nhân này đi qua đây làm việc thì họ, những cái tuần đầu tiên mà người công nhân đi qua đây làm việc thì cái người chủ này sẽ trừ lại, khấu trừ lại tất cả những cái chi phí đó trong những cái khoảng thời gian đầu tiên, những cái tuần làm việc đầu tiên, thì họ chỉ trả lại cho người công nhân $100 cho một tuần. Thí dụ người công nhân này làm 900 đô cho một tuần thì họ trừ hết tất cả những cái chi phí thì cái người công nhân này chỉ còn lại có $100 cho một tuần thôi. Thì chính vì cái điều này thì cái bài báo ABC mới nêu lên cái sự việc này, và ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông David Tita Brown, ông rất là cảm thấy bức xúc. Ông nói là không thể nào có những cái trường hợp này như vậy được, và ông cũng không muốn, ông muốn loại bỏ tất cả những người nào mà gọi là bóc lột công nhân thì ông sẽ loại bỏ hết tất cả những cái người như vậy để mà cho một cái ngành nông nghiệp nó trong sạch hơn. Ông không thể nào chấp nhận là chỉ trả $100 cho một công nhân trong một tuần. Và có những người chủ họ họ nói rằng họ trừ những cái chi phí, thì cái chi phí này trong 10 tuần đầu tiên nếu như bất cứ một công nhân nào tới Úc theo cái chương trình theo cái chương trình Palm thì họ sẽ làm việc và bị khấu trừ lại cái vé máy bay, rồi bên cạnh đó là phí visa, rồi phí ấn trước tiền mặt, rồi phí làm các cái dịch vụ để lo thủ tục hồ sơ và các cái chi phí khác giống như là tiền cho ở, rồi những cái chi phí mà cái người chủ đó đã bỏ ra để mà bảo lãnh một người đi qua đây làm việc. Bây giờ có trừ cái chi phí đi chăng nữa thì không phải chỉ là trong 10 tuần đầu tiên mà có thể là giãn ra. Ví dụ như bây giờ họ, tại vì cái công ty này theo mình nghĩ là họ muốn lấy lại cái tiền mà họ đã bỏ ra về với cái thời gian nhanh nhất có thể.
đánh nhanh rút gọn là rút lại để lấy cái tiền lại trong vòng 10 tuần. Chính vì vậy thì những người công nhân khi họ nhận được cái số tiền còn lại chỉ có vỏn vẹn 100 đô cho một tuần mà thôi. Mặc dầu anh bỏ tiền ra để trả tất cả một cái chi phí cho một cái người công nhân qua đây làm việc, nhưng cũng có thể anh kéo dài cái thời gian để trừ lại cái chi phí đó trong khoảng thời gian bao, trong khoảng cái số tiền là bao nhiêu thôi. Nhưng mà ở đây cái công ty này đã trừ với số tiền rất là nhiều, và bên cạnh đó là tính thêm những cái chi phí khác ngoài những cái hợp đồng. Thì chính vì vậy thì đây là một cái động thái làm cho cái chương trình visa nông nghiệp này bị cản trở. Và điều này thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn, bởi vì ông bộ trưởng ông nói rằng không phải tất cả những người chủ nông nghiệp đều là như vậy. Nhưng ông khi mà ông biết được những cái trường hợp nào, những công ty nào tuyển lao động mà có cái hình thức bóc lột thì ông muốn loại trừ vĩnh viễn. Và ông không muốn bất cứ một cái trường hợp nào giống như một cái trường hợp của cái công ty này. Chính vì vậy thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn là khi các bạn, khi cái chương trình visa nông nghiệp này phát hành, một người chủ khi tới về Việt Nam tuyển các bạn thì họ sẽ bỏ ra tất cả mọi cái chi phí để lo cho các bạn qua bên này, bao gồm cả vé máy bay. Và bên cạnh đó thì những cái chỗ ở họ sẽ lo cho các bạn. Nhưng trên hợp đồng thì họ phải ghi rõ tất cả mọi cái chi phí mà họ đã đứng ra tài trợ cho các bạn, và cái khoảng thời gian là các bạn trả lại là bao nhiêu. Ở đây cái công ty này trong vòng vỏn vẹn có 10 tuần mà đã lấy lại tiền rất là nhiều của người công nhân qua làm việc từ quốc đảo Thái Bình Dương. Chính vì vậy mới xảy ra một cái việc mà gọi là tình trạng bóc lột. Và bên cạnh đó còn trừ rất là nhiều khoản, những cái khoản chi phí khác. Thì mình cũng muốn chia sẻ các bạn cái bài báo này, cái thông tin này, để các bạn biết được rằng khi các bạn có một người chủ qua bảo lãnh các bạn thì sẽ có những cái chi phí người chủ đó sẽ lo cho tất cả các bạn, bao gồm tất cả những cái chi phí lo thủ tục hồ sơ, lo tất cả giấy tờ để xin được visa, rồi ngay cả mua bảo hiểm của, cho các bạn họ cũng sẽ lo cho các bạn, và ngay cả vé máy bay họ cũng sẽ lo cho các bạn, rồi qua đây chỗ ở họ cũng sẽ lo cho tất cả mọi thứ cho các bạn. Và cái khoản họ sẽ khấu trừ các bạn một tuần là bao nhiêu thì họ cũng phải ghi rõ trên cái hợp đồng, để mà khi Fair Work hoặc là nhân viên của chính phủ khi tới kiểm tra thì các bạn phải biết được là họ đã trừ các bạn bao nhiêu cho một tuần làm việc, và có đúng theo những cái hợp đồng mà trước đây họ đã ký với các bạn hay không. Và cái khi mà các bạn nhận lương thì các bạn phải có một cái tờ giấy là cái phiếu báo lương hàng tuần. Các bạn nên nhớ là các bạn phải giữ những cái phiếu lương đó của các bạn hàng tuần, bởi vì nó là một cái bằng chứng sau này cho các bạn. Bởi vì sao? Khi mà có chuyện gì xảy ra thì các bạn phải có những cái phiếu lương đó để các bạn giữ lại, các bạn lưu lại. Và chính phủ trong một cái video clip trước mình có chia sẻ các bạn là chính phủ đang thiết kế một cái trang web. Trang web này là sự liên lạc giữa từ chính phủ với những người chủ, mà bên cạnh đó thì với tất cả những công nhân đi qua làm việc bên này theo cái chương trình visa nông nghiệp. Khi một cái trang web đó phát hành thì các bạn phải nắm được cái trang web này và biết được những cái thông tin từ cái trang web này ha. Rồi các bạn nên nhớ một điều, chi phí là tất cả người chủ lo các bạn, nhưng khi qua bên đây làm việc thì cái khoảng thời gian mà người chủ để lấy lại những cái chi phí đó phải đúng theo những cái trên hợp đồng. Thì trên đây là cái người chủ của công ty, cái khoảng thời gian chỉ là vỏn vẹn 10 tuần, và họ đã bên cạnh đó là họ lại tính thêm những cái chi phí khác phát sinh khác khi mà cái người công nhân nó qua đây làm việc. Chính vì điều này mà những người công nhân chỉ có vỏn vẹn 100 đô cho một tuần, và với 100 đô cho một tuần thì mình nghĩ là những người công nhân sẽ không có đủ chi phí để mà họ sinh hoạt hàng ngày. Thì mình cũng xin chia sẻ các bạn với cái trang web này để các bạn hiểu và biết được rằng lý do tại sao cái chương trình visa nông nghiệp đang có sự chậm trễ là bởi vì chính phủ Úc đang điều tra và tìm hiểu xem những người là liên đoàn lao động có những cái công bố lên là bị bóc lột từ những người chủ nông trại và những cái công ty cho thuê lao động. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân tạo sự chậm trễ cho cái chương trình visa nông nghiệp. Mình cũng xin chia sẻ đến cho tất cả các bạn
với cái video clip này để các bạn hiểu được rằng chương trình visa nông nghiệp là một cái chương trình mà đem lại lợi ích cho tất cả những người công nhân từ 10 quốc gia ASEAN. Nhưng bên cạnh đó, chính phủ đang sàng lọc hết tất cả những cái công ty tuyển dụng lao động cũng như là những chủ farm nào không đủ điều kiện để mà sàng lọc. Mình cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn các bạn vào những video sau của mình nha. Xin ái và chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.